Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mỗi gia đình. 714-898-0765, 898-0765. Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại của quý vị vào phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Và trên đường dây tôi có một khán giả hỏi một câu hỏi rất là hay, và tôi nghĩ là bác sĩ Đặng đang trả lời một cách rất là chính xác. Thì câu hỏi của cô trên đường dây này là về vấn đề mà bị carpal tunnel syndrome. Thì cái này đó là nó bị tê mấy đầu ngón tay, mà hiện giờ cô đang uống Lyrica. Bác sĩ Đặng nói tiếp đi về Lyrica rồi sau mình đổi qua gabapentin sao. Thì cái người bệnh nhân này đang uống Lyrica cho carpal tunnel, which is cái thuốc cũng hiệu quả cho cái bệnh carpal tunnel. Nhưng mà tại người bệnh nhân này không có bảo hiểm, thậm chí mấy cái thuốc mà nó rẻ tiền hơn cái Lyrica là cái thuốc gabapentin. Thì cái thuốc này á, thì tại vì thường thường mấy bệnh nhân mà bị carpal tunnel, người ta phải uống cái thuốc này kinh niên hơn và uống lâu dài hơn, thì cái gabapentin nó rẻ tiền hơn. Thứ hai nữa, cái cô này uống thuốc đợi cho nào cái bệnh nó nặng người mới uống. Thì hồi mà cái bệnh nó nặng người, cái khi mình uống nó không có hiệu quả bằng là tại cái đớp xương đã sưng quá nhiều rồi, cái dây thần kinh nó đã ảnh hưởng quá nhiều rồi. Hình như chúng tôi khuyến khích đó là nếu mà bệnh nhân có mấy cái thuốc này nên uống đều hơn, là uống đại khái nếu mà uống được mà không có bị phản phụ thì nên uống đều hơn. Sau khi đó nữa là nếu mà quý vị không có thích uống thuốc thì nó có cách trị bằng cách khác. Thì trong một cái cách á, thì chúng tôi có nói chuyện với cô này á, là có thể mình dùng được gọi là cái wrist splint. Thì nó là cái splint là mình bó cái tay đặng cái cổ tay nó không có đưa qua đưa lại. Dạ đúng. Không biết nào splint nó sao nhưng wrist support á, nó là bó tay đặng nó vững cổ tay. Bó cổ tay đặng nó vững cái cổ tay. Đúng, nó có cái đại khái nó có cái metal piece nó làm cho cái nó giữ cái tay mình thẳng, trước khi mà nhất là mình ngủ cái tay mình nó uống nó cấn cái dây thần kinh. Thì cái này nó sẽ làm giữ cho cái tay mình thẳng, nó cho nó đừng có compress lên cái nerve của mình. Dạ. Cái thuốc rẻ mà hồi nãy mà bác sĩ Đặng nói đó, là cô có viết xuống đó, thì cô viết cái tên của cái thuốc đó. Cô có thấy trên TV không cô? Chưa thấy, đang thấy mặt bác sĩ đang viết đó. Không, bây giờ cô nhìn trên cái TV đó, cô thấy chưa? Cái tên của cái thuốc mà nó rẻ hơn đó là cái thuốc nó gọi là gabapentin. Cô viết xuống đi. Cái thuốc này mua đó rồi, đa số nó rẻ hơn là cái thuốc. Cái bệnh nãy bác sĩ nói là nó gọi là cái gì đó. Cái bệnh hoặc để tôi viết xuống cho cô ha. Dạ. Dạ. Với lại em muốn hỏi bác sĩ Đặng là nếu mình uống cái Lyrica, mình uống liền lượt trong một tháng trời để cho nó, hoặc là cái gabapentin này nè, trong một tháng trời để nó giúp cái gân tay mình được không bác sĩ? Dạ, nó giúp cái nerve với cô đó cô, nó giúp cho cái nerve cho cô đừng đỡ cái cảm giác mà đỡ cái tê của cô đó. Thì nhưng mà ngoài cái thuốc đó cô nên uống một cái, cô nên dùng cái Whisplin. Thứ hai nữa, nếu mà cô này mà vẫn, nếu mà cái cổ tay cô hơi sưng chút xíu và nó đau á, thì cô tay cô phải cần dùng cái thuốc gọi là anti-inflammatory, là cái thuốc nó chống sưng của cái đớp xương. Cái bệnh mà hồi nãy mình nói rất là nhiều đó cho tất cả quý vị mà đã gọi vô nửa tiếng trước đó, mình tiếp tục mình nói về cái bệnh nó gọi là carpal tunnel syndrome, đánh vần là carpal, xong rồi từ tunnel, xong rồi syndrome là syndrome. Cái chữ để nhớ là carpal tunnel. Cái chữ nhớ của mấy quý vị viết xuống cái chữ mà cần nhớ đó là cái chữ carpal tunnel. Nói bác sĩ gia đình carpal tunnel là họ sẽ biết liền. Okay. Nên để tiếp lời và bác sĩ và David Đặng nói, thì bác sĩ Đặng vừa mới nói với quý vị là ngoài cái uống cái gabapentin nó rẻ tiền hơn, nó cũng có hiệu lực, và phải uống thêm mấy cái NSAID, mà cái NSAID mà bà có thể mua ngoài chợ mà khỏi đi bác sĩ đó, mà rẻ đó, là mua ibuprofen, mà mua cái Advil đó, Advil là 200mg. 200mg này nếu không đau bao tử, phải uống sau khi ăn, có thể uống một lúc 2 viên, 3 viên một lúc cũng được. Nếu mà tối đi ngủ mà đau đó, mà uống cái gabapentin một viên hay là Lyrica một viên, cộng thêm 2 viên Advil 200mg hoặc là 3 viên Advil chứ đi ngủ, tôi bảo đảm thì ngủ yên, không có gì đáng ngại. Nếu mà bị viêm gan B mãn tính thì uống có sao không bác sĩ? Nếu mà bị viêm gan B đó thì không uống được cái Tylenol. Nhưng mà uống được cái thuốc mà NSAID giống như là Advil, Aleve, ibuprofen hay là meloxicam. Nhưng mà câu hỏi cho bác sĩ Đặng đó là gabapentin bị viêm gan B, uống viên gabapentin không bác sĩ Đặng? It's okay. Gabapentin. Nhưng mà cô nên nhớ nha, dù mình nói nó ok vậy đó, nhưng cái gabapentin cũng có thể ảnh hưởng cái gan được đó nha cô. Hay chi cái câu hỏi mình muốn hỏi cô đó
là make sure là cô đi bác sĩ gia đình để cho bác sĩ gia đình check cho cô cái lượng, cái số lượng của cái virus của cái viêm gan của cô đó. Thứ hai là make sure là cái gan của cô bây giờ nó không có đang bị sưng bây giờ. Thì nếu nó bị sưng có thể uống mấy cái thuốc này có thể ảnh hưởng thêm cái gan cho cô nữa đó. Relatively safe, but you know, mình phải lúc nào cũng phải cẩn thận. Anytime mình uống cái thuốc mình phải make sure cái gan, cái thận mình nó good. Giống như là bác sĩ Toản, bác sĩ Dylan mới nói đó, uống mấy cái thuốc như là Motrin, Ibuprofen gì đó rất là safe, nhưng mà nếu mà yếu thận, mấy người nào yếu thận mà uống mấy cái thuốc này cũng hơi nguy hiểm cho cái bệnh nhân. Thì biết là cô này á, là cô nếu mà cô không có gặp bác sĩ gia đình thường xuyên thì cô nên gặp bác sĩ gia đình, nói chuyện với bác sĩ gia đình, make sure mình check up để make sure mình cái gan, cái thận mình được tốt. Dạ, yeah, ok, cảm ơn cô. Cảm ơn. Cho em hỏi cái là nếu mà cái đeo cổ tay á, là bác sĩ nói là đeo lúc chung ngủ luôn hả bác sĩ? Đúng rồi, bác sĩ đeo lúc ngủ thôi cô, không cần đeo lúc mà cô bữa sáng đâu cô. Cái lý do là cái khi mấy người mà ta làm việc nhiều, ta không có đeo được cái đó, nhưng mà thu nó, nếu mình đeo nhiều quá đó, có khi nó làm cho cái cổ tay mình nó giữ cử động được, nó làm cho mình muscle atrophy, nó làm cho mấy cái tay mình yếu thêm đó cô. Hay thì cô chỉ cần đeo lúc ngủ thôi cô. Dạ thì nói chung lại thì câu trả lời của bác sĩ Đặng, tôi rất là mong muốn quý vị nghe câu hỏi đó là tại thế này. Nhớ là thế này, bắp thịt mà mình không sử dụng nó bị teo cơ, mà cổ tay bắp khớp xương mà không sử dụng nó bị cứng khớp. Thành ra nếu mà quý vị không cử động nó thì hai chuyện, nó bị cứng khớp và nó bị teo cơ. Cái này là áp dụng cho tất cả mọi khớp xương quý vị trong cơ thể quý vị. Bác sĩ Đặng nói rất là hay. Là quý vị, nếu mà quý vị tay quý vị nhớ đó, tối quý vị ngủ đó là cái cơ thể mình nó sẽ làm cái tai mình nó quẹo đi. Có rất nhiều người họ ngủ họ quẹo cái tai, thành ra mình mang lúc mình ngủ rất là hay, còn mình mang ban ngày đó thì hy vọng trả lời của cô rồi ha. Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn. Dạ. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Hello. Không, em vẫn còn. Oh, okay. Turn it off. Okay, wrong. Yeah. Okay, turn it off first. This one off, and then this one on. Okay. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Dạ, em chào ba vị bác sĩ ạ. Dạ, chào cô. Em cho em hỏi là em bị hai cái đầu gối vừa rồi đó, em bị té, em bị rách hai cái meniscus của hai cái đầu gối. Thì em có mổ, thì bác sĩ cũng remove một phần hai cái meniscus. Thì bây giờ em vẫn còn đau lắm, mà bây giờ em lại chụp cái MRI khác nữa sau 4 tháng. Thì nó vẫn còn đau, thì em chụp một cái MRI khác. Thì người ta show lên là phía bên tay trái, cái chân trái của em á, là nó bị cái ACL, nó bị rách. Còn cái bên phải á, thì nó cũng còn bị rách ở trong đó nữa. Thì rồi nó, tướng của em đi, nó phập khểnh, tại nó đau lắm. Nó đau every single time luôn. Rồi em đi á, là cái chân em nó ở giữa hai cái đầu gối phía bên trong á, nó đau coi như là nó nhè xuống á, giống như là mình bị gãy chân vậy đó bác sĩ, nó ấn xuống nó đau như vậy đó. Mà em đi khập khểnh thì bây giờ nó lại ảnh hưởng đến cái lơ bát của em. Đúng rồi. Năm nay cô mấy tuổi không? Hay là em nằm hay là em đứng gì nó cũng đau cái lưng phía dưới của em. Và bây giờ em đi em cũng đau, thì bác sĩ á có nói là sẽ chích cái gel vô trong cái joint đầu gối của em. Thì em nghe nói đó là nếu như mà mình chích cái cortisone hay là cái gel vô trong đầu gối á, thì nó chỉ có đỡ đau chừng một vài tháng thôi, rồi nó lại trở lại bình thường, chứ nó không có bình thường như bình thường. Thì em sorry bác sĩ, thì em cứ đau đớn như vậy đó. Rồi bây giờ em cho em hỏi á, là em có nên chích không? Mà chích đó thì em nghe nói là nếu mà mình chích hoài á thì nó sẽ bị theo cái mấy cái gân của mình đi. Đó thì hay là em có nên mổ lần thứ hai không? Tự vì cái phía chân bên trái của em, cái đầu gối thì nó bị cái ACL, nó bị rách cái ligament đó. Thì em không biết là em nên mổ hay là em nên chích hay là em làm sao mà coi như là em bị như vậy luôn. Thưa bác sĩ, là cái lưng của em nó cũng vậy luôn. Câu h�i rất là hay. Bác sĩ Dillinger mới tính hỏi cô là cô bữa nay được mấy tuổi vậy cô? Dạ, em năm nay được 52 tuổi rồi. 52 tuổi rồi. Mà nghe nói là cô bị hai chân luôn, nhưng mà cái chân trái nặng hơn, đại khái vậy đúng không cô? Dạ đúng. Dạ, thì cái cô bị vừa là meniscal tear mà vừa là anterior cruciate ligament tear, hai thứ luôn. Dạ. Đúng, mà cô đã mổ cái chân trái rồi.
Otoscopic là nó, đại khái là nó đục vô ba lỗ, nó nhìn vô cái khớp xương, cái đầu gối của cô, và xong cái nó đại khái nó clean up cái đầu gối của mình, đúng không? Dạ. Dạ, nó rửa sạch sẽ. Nhưng mà vẫn đau như thường sau khi mổ, không thấy đỡ. Dạ, không có thấy đỡ mà thấy đau. Dạ. Thì thường thường á, cô đến hỏi là có nên chích không á, thì người ta có hai cách chích. Một cách là cortisone, thì nếu mà mình chích cortisone á, thì nó sẽ giảm cái sưng trong cái đầu gối của cô. Thì thường thường á, nếu mà mình rách cái mình rách cái khu sự kiện của mình á, mà mình rách mà nó gọi là partial tear á, thì mình lâu lâu có thể nó hy vọng nó lành được từ từ. Mà nếu mà mình là complete tear á, thì it's very difficult, rất là khó mà nó lành được. Là tại vì bây giờ nó chỉ có cái one ligament left, là cái gọi là posterior cruciate ligament, nó hold hai cái đầu gối together. Thì cái này á, nếu mà cô chích cortisone thì cô nói đúng, nó sẽ đỡ được vài tháng, nó sẽ đỡ cái sưng. Nhưng mà sau khi đó mình đi á, hai cái đầu gối nó sẽ lung lay, nó sẽ sưng lại. Còn nói về mà chích cái hai gân á, cái chích này á, thường thường nó không có giúp nhiều. Là tại vì thường cái này nó chỉ là cái chất nhờn thôi, mà cái chất nhờn này đó có khi mình chết vô nó sẽ đỡ được vài tuần, tại nó chỉ là cái chất mà nó replace cái sụn. Nhưng mà cái chất này thường thường chúng tôi thấy đó là mấy người nào bệnh nhẹ đó thì nó thể nó giúp được lâu dài. Còn nếu mà mình bệnh giống như là meniscal tear hoặc là khui sự kiện mình tear đó thì có thể nó giúp rất ít. Nhưng mà nếu mà cô muốn chết á thì nó không có nguy hiểm đâu cô. Cô chết được, nếu mà cô muốn là tôi không muốn mổ, tôi muốn chết thử cái ra sao thì cô chết được. Cô nói vậy mà nãy cô có hỏi nữa là chích này có nguy hiểm hay không? Thì nếu mà cô chích cortisone mà chích ít lần á, thì không có sao đâu cô, nó sẽ giúp cho cô đỡ cái sưng đó. Tuy nhiên nếu mà cô chích hoài á, thì không phải là nó nguy hiểm. Là tại sao? Có khi nó increase risk để mình bị infection anytime mình chích mấy cái thuốc này, nó có cái risk để có thể bị infection. Thứ hai đó là tại vì nếu mà mình chích một lần hai lần mà mình thấy không đỡ á, là mình phải tìm alternative treatment, là phải tìm cách khác để trị chứ không phải cách chích hoài. Thì thường thường mấy bác sĩ người ta chích một lần hai lần người ta thấy không đỡ, thường thường người ta đi tìm cách khác, giống như là có thể mình làm physical therapy, vật lý trị liệu, hoặc có thể là mình uống thêm thuốc gì khác, có thể là mình làm lại cái MRI giống như cô nói, là làm lại cái MRI để coi cái sau cái mổ, the first time mình mổ đó, coi nó có đỡ không. Nếu nó không đỡ thì có thể mình phải cần tới cái mức mà mình phải cần nghĩ tới mổ lại đó cô. Thì cái đó cô phải nói chuyện với bác sĩ gia đình, hoặc là đi bác sĩ chuyên khoa về mổ xẻ, hoặc có thể đi bác sĩ chuyên khoa về phong tắc, như giống như tôi để nói chuyện thêm cho cái bệnh này ạ. Dạ. Cô cứ giữ cái telephone đi ha, tại mình phải tới cái phần thứ 4, phần thứ 3 quảng cáo cho mấy cái sở thương mại bảo trợ. Thành ra cứ giữ telephone, mình sẽ go off air. Dạ.